đường rồi anh. Ai ai làm cái đường anh? Người dân người ta gọi thằng Hoàng người ta nạn ở ngoài kia. Anh ở đây anh bảo là người dân người ta gọi điện bảo thằng Hoàng ngã xuống xoài rồi, chắc là đi rồi. Anh đâu? Mẹ ta luôn phi từ trên này xuống vẫn đứng ở trên xe. Lúc đó em tưởng vậy là ngầu. Mẹ các chó này. Nhanh lên, được sữa vỡ rồi, được sữa. Giải bài, chu bi. Ôi em ơi, giải bị đồ đi đón chu bi anh em ơi. Yên dậy đi. Ồ mày. Đã về đâu mà đồ ăn? Về rồi, về về. Anh bảo được về rồi. Quay về đâu? Ở đây về đi, anh em đi đồ đi. Đi ô tô đi xe máy. Đi xe máy đi ô tô làm gì? Hôm nay lùng ba thật á? Này mà mời đi ạ. Có đùa làm gì? Trời ơi. Nó phải ở 7, 8 hôm nhỉ. Ôi, thì đứng này, chúng tôi mới đây chục hôm rồi. Chục hôm rồi. Nhanh nhở kìa. Đi. Ở đâu anh ơi? Đi giờ ra. Anh lừa anh ơi. Đi đi, chúng tôi cũng đi. Mày bố anh ơi. Bây giờ làm ở đường rồi anh. Ai? Ai làm ở đường anh? Quẩy, người dân người ta gọi trong phòng, người ta nạn ở ngoài kia. Đi đi anh ơi. Chụp khóa đâu này? Anh em ơi, lên rồi. Chụp khóa đâu này? Chuẩn bị về để đi ăn cu bin mà. Thế là làm xong xoài mà lấy rồi. Ôi, anh em thằng này nó đi đứng kiểu đi làm gì? Thế mà vừa ngoài kiểu mai nó cần gì? Người dân người ta gọi thế. Nhanh lên nào. Để xem. Đi đi đứng kiểu đéo. Nua đi anh ơi, nua đi anh ơi. Đi đi qua đi. Không phải mũ đâu. Là anh vẫn ở chỗ ngoài ngoài đầu đường. Ông lừa anh. Ông căng quá. Vỡ lòng. Sao lại phi về đằng này, anh về à? Ủa? Đang đi, đi đéo, kiểu đéo gì anh? Ui, mất cả dép này. Ngu ấy. Dép phải dép anh ý. Chứ bảo vì vỡ đầu. Tưởng là xe cứu thương đưa mày lên viện rồi. Này này. Cứ là cục vàng vàng. Thôi anh em mình đi về đi. Cái gì đi. Ôi đi về đi. Anh ở nhà anh bảo là... Anh ở nhà anh bảo là người dân người ta gọi điện bảo thằng Hoàng ngã xuống xoài rồi. Chắc là đi rồi. Anh đâu? Mình cũng đi là... Nước ngoài rồi. Em nghe cái giọng anh đúng mất biết ngay. Đi đến ngay mà la như chó. Toang thật. Anh đi ngu ấy, em hỏi thật. Mẹ ta luôn phi từ trên này xuống vẫn đứng ở trên xe. Lúc đó em tưởng vậy là ngầu. Đi tự làm tự b**** đi. Có mắc cái đéo gì ở dưới không? Anh đưa xe lên lên. Chứ chồng cũng bị gạt xuống rồi. Cái ruộng này nó đéo có mắt. Để thằng Hoàng nó quy xuống đây. Đúng rồi, được, không làm ở đây. Ê, nhớ của em em. Cái ruộng này nó cũng bị lé. Không phải nhớ. Thì ta tay xe luôn mắt này. Wow. Ê, quy ẩn xuống đây chịu rồi. Anh Đạt anh vừa lấy cả khăn mặt ra lau cái xe từ con ốc một. Chị ơi.
đúng rồi. Quái quá nặng thế. Anh em từ từ. Cái này phải làm theo kiểu đấy, miệng trơn đấy, miệng trơn để gọi cái miệng trơn nhá. Để làm đi, gọi làm đi luôn. Làm được người công an. Ô mày phải làm nữa. À được, chú ấy đó. Anh em trường. Nào. Nó đâu? Bé tối em ơi. Ôi giời ơi. Đi cho đào đất bánh đây. 2, 3 cái mẹ cuộc đời. Con mẹ cuộc đời. Có cái xe kéo được như xưa thanh cho pháo nhá. Nào, tao nói chúng mày biết là xe pháo nhẹ hơn xe này. Xe pháo nhẹ xe này. Con này nặng lắm anh biết không? 1 tấn đấy. Nào. Chiến mã đi. Nó kéo hẳn lên cái đỉnh này em ơi. Vứt lặn xuống đây cho rửa luôn này. Ơ nó bẩn rồi nhỉ. Máy đưa anh cho anh. Rửa nhá. Mày chú xe mày đi đâu ơi? Đi đâu? Ôi, chết ẩn xuống. Là mày về mà tao ẩn xuống. Ẩn xuống. Thôi. Anh lên. Nó về rồi. Ôi, cứ lôi. Nó về rồi. Nó về rồi. Và cái ông ấy. Thôi, mình là con người không phải con chó. À, cố anh em nốt chỗ này và cho mỗi anh em 1.000. Mày chết rồi. Mày đưa bảo dưỡng thôi. Không lên luôn. À đây lên rồi. Rồi. Ok. Thế thôi, test thế thôi, vứt bạ đi anh. Rồi. Vừa hôm qua mình thấy quả bô gắn bằng dính xong. Hôm nay thì ra là thấy bô rồi. Qua em còn lau ấy. Lau bô à? Lau hết cả bánh sạch xe như mới. Mấy thằng lau mặt lau như vừa lấy thằng Hoàng chết còn được chứ xe hỏng không được anh ạ. Quả xe chỉ có nhổ nước bọt mà. Thôi anh ơi, thôi. Anh biết đi không? Ô. Ai lên tí đi ngã. Xã hội là khôn sống ngu chết kêu cái n**** mẹ à mày. Cam kết là xe vẫn ok, còn Hoàng thì sao cái mẹ đó. Ngu là chết. Mày đi, xem sao. Mày không hiểu sao nó quay được thứ vượng nhỉ. Anh em bị còn bị đạp bởi hết người đây này. Thử xem em xem lô anh có dùng nó. Anh thử đi. Anh thử bên xuống anh. Thử đi. Anh đi. Đây cho anh thêm cái mũ nữa. Cho anh thêm cái mũ nữa. Hai mũ luôn. Em béo thì mà. Nào đi dịch ra. Cái kia gì, cái gì nhỉ? Cái Đông Nam. Đông Nam 37 độ Bắc. Đông Nam nhưng mà 37 độ Bắc. Kia cái bên chân luôn nhá. Nào. Ui. Ô tô. Rồi ok. Quánh con xe kia ra. Anh có mấy bách nhá. Con xe của anh bằng con xe ô tô ấy. Con này hơi. Không phải, bánh nó thế mà, bánh nhỏ mà anh nửa. Bây giờ nha, anh Phi từ đây. Sang bên cái bờ bên kia luôn, mình đi không? Đéo tin.
Ui điêu. Nào. Nào. 1 2 Nào. Đâu. Phi đây rồi. Cảnh này đẹp đấy. Chất quả hay làm quả anh thò đẹp luôn. Mẹ mày. Nào. Phi ra đây nhá. Mõm. Anh xe này nó yếu quá. Ngày trước anh đi thi giải Yamaha của ấy, xe ấy kìa. Riêng nha, cái bờ này nha. Một phát mình sang đến tận bờ kia. Ui. Thế là mộ anh nằm đằng kia. Phải ồn. Mộ anh ở đây luôn. Mộ ở đây luôn. Anh nói phép chạy mất vừa thôi. Thế em dự tính thì chắc mộ anh chắc tầm đây họ đâu? Để đây. Đâu? Nếu mà anh là bay được sang bên kia thì khả năng mộ anh sẽ sắp đặt ở đây. Kì... Đấy là chỗ hướng đấy. Đưa chào thử đây, bay đây. Thôi. Xui trẻ con ăn cứt gà. Anh ra xui thằng Vi đi. Anh ra xui thằng Vi. Em không biết đi. Làm đi. Nếu mà để tầm mẹ. Bố làm của anh em ra đấy. Bố đi về mẹ đi hả? Mẹ. Nó bị đi ở chảy. Đi ở chảy. Từ hôm qua rồi. Kéo cái anh gì? Chắc là đi về. Đau yếu quá về. Đi nhanh quá. Đông thẳng con này. Kéo là vội đi hả? Em nghi vừa lại ỉa đâm xuống đất rồi phọt cả cướp. Thảo nào tôi thấy thối thối. Thảo nào tôi thấy thối thối. Ôi dài ôi. Đấy là đang thấy thôi thôi. Đừng nào đánh giấm quá và đi ở lại. Không thế mà sao lại theo Hoàng Dũng bảo nó này đưa nó lên thiền đi trả lời. Bài đi. Anh Dũng là quyết làm đấy anh em. Người anh em. Bé ở trong vương anh em. Thôi. À vượt. Vượt anh đi xuống vương. Vượt đi. Bỏ đi lại ra anh đi. Bỏ đi lại ra anh đi. Bên này em ơi. Bên này. Bên nào đẹp. Bên này. Con gì? Con nói là anh từ để em nói đi. Con anh nói lần cuối. Mình sai. Xin lỗi. Mẹ các chó đây. Anh cầm bên kia đi. Dùng cả giường em dùng sập gây giường. Rồi à bi độ là chim độ đúng bi là vào đấy càng sắc bi. Mấy quả bi anh đủ mấy cái bi. Quay về đi anh em ơi. Bố làm sao anh? Đây. Để anh ấy mày đội mũ à? Nó không là anh yêu nhỉ. Xe anh Hoàng đi về thôi. Xe mình đâu? Mình lại đi xe này à? Đây, để tôi review lại. Nó mới đổ quả bô này. Đó, ngậu quá. Đâm xuống ruộng đi em. Đừng đâm xuống ruộng. Nói vậy. Tôi em ơi đi từ từ thôi. Anh em ơi, và em ơi từ từ thôi. Quán nhà vệ sinh. À. Từ ơi, người làng chửi ấy. À. Người làng nói ấy. Ừ. Tắt máy luôn nha. Tắt rồi. Tắt máy luôn. Tắt máy luôn. Ok. Đấy, đấy. Đấy, bán đầy xe à. Trai yêu nó đi kiểu gì luôn á. Quên à? À đâu, bị ở. Nó thật sự với mọi người là thằng này nó bị ỉa chảy. Cho nên nó phi về vội vàng quá. Chú ạ, thằng Hoàng vừa bị ỉa chảy nó ngã xuống ruộng chú ạ. Anh em mình lên đấy. Làng xóm láng giềng ơi, vừa Hoàng em đi xe ỉa bùn ỉa quá, ngã xuống ruộng ai. Mẹ chúng mày, thằng danh con này. Hàng xóm răng sang xem này. Nó đi ở rồi chú ạ. Ra quần rồi.
ơi, làng xóm láng giềng ơi, sang xem thằng Hoàng em nó ỉa chảy, nó đâm xuống ruộng này, vội vàng quá xuống ruộng rồi. Hỏng hỏng hỏng. Đây giờ anh em là kỵ cọ anh Dũng. Ui ôi. Thôi sao anh lại đánh bố anh? Sao anh lại bố đánh bố anh ấy? À, thôi bỏ xuống anh. Con sao bảo ơi. Làm cho mù mà nha, đạt nha. Mệt chưa? Anh hứa hết cả người này, bùn đất này. Em cầm rồi. Mày ngu. Đâu, anh Hoàng đâu? Anh Hoàng ơi! Anh Hoàng ơi, anh xong chưa? Em mở anh, em đi ở nhà anh. Hoàng ơi, ui là hàng xóm láng giềng sang hết rồi. Hoàng ơi, mở ra. Mọi người lo, mọi người lo. Ôi, chiếu lên rồi. Em đang làm bài của mình hàng xóm láng giềng rồi em ơi. Nhanh lên, nhanh lên. Hàng, hàng xóm, hàng xóm. Đang chiếu mở ra, anh đã mở rồi. Đang chiếu. Đang chiếu ở kiếm tiền em ơi. Nhanh lên. Nhanh lên, được sữa vỡ rồi, được sữa. Được sữa vỡ rồi, được sữa vỡ rồi. Rồi, ra quần phía trước thôi. Mỏi rồi. Bye bye anh em ấy. Bye bye anh em nhá. Bye anh em. À ừ, anh em mang mẹ loa lên. Anh em ơi, bê loa lên. Ai ơi mà. Mấy con pin đâu? Alo. Ô hết pin rồi. Ngoài sao cho cả làng biết thì thôi đẹp. Lúc hôm qua mọi người này đi về đi kìa, ngã xuống ruộng. Có đi ở qua. Chứ là trường hợp anh này. Phải cho tôi đứng cho vạch này. Hết pin. Hết pin. Giờ có pin thì khác. Ô bye bye anh em nào. Ok tất cả anh em nữa. Tạm biệt tất cả anh em. Bye bye anh em.